Alo, đây là sở cảnh sát, mình là Diana. Nghi phạm đang trên đường bỏ trốn, hãy bắt hắn ta lại. Kiểm soát chặt chẽ các cửa ra vào, đừng để hắn ta trốn thoát. Tôi đang trên đường tìm kiếm đây. Tôi đang tới đây. Hắn ta chạy nhanh quá. À, tìm thấy hắn ta rồi. Đứng lại, giơ tay lên. Đứng lại mau. Không được bỏ trốn khỏi đây. Alo, nghi phạm lại trốn thoát. Tôi sẽ bắt hắn ta lại. Xin chào. Xin chào. Món ăn của bạn đây. Còn món này của bạn. Hai tách trà của bạn đây. Tạm biệt. Lính cứu quả. Sở cứu hỏa. Ôi không, có một đám cháy. Dập lửa, kiểm tra tòa nhà. Tiệm bánh Burger. Wow, mình là chủ tiệm bánh. Bạn muốn ăn món gì? Món hamburger có ngay đây. Xong rồi. Tính tiền. Một hamburger, một khoai tây chiên, một dĩa rau nữa. Món ăn xong rồi đây. Tiệm sushi. Mình là đầu bếp sushi. Tôm. Sushi cá hồi. Sushi tôm. Một sushi tôm nữa. Sushi trứng cá hồi. 1, 2, 3, 4, 5. Rất thèm chút muối tiêu. Rất thèm hai tách trà. Món sushi xong rồi. Bưu điện. Mình là người đưa thư. Giao thư cho tiệm hamburger. Tiệm hamburger đây rồi. Giờ đến là thư tiếp theo. Thư của tiệm bánh sushi. Tiệm bánh sushi đây rồi. Lá thư tiếp theo. Thư của tiệm bánh pizza. Tiệm bánh pizza đây rồi. Lá thư tiếp theo là của tiệm kem. Lá thư này là của trạm y tế. Lá này là của tiệm bánh kem. Còn lá này là của tiệm quà. Đây rồi. Lá này cũng của tiệm bán quà. Tiệm bán kem. Mình là người bán kem. Kem đây, kem đây, ai ăn kem không? Kem quế. Kem quế xong rồi đây. Kem thập cẩm. Ngon quá, ngon quá đi.
cuộn trái cây. Trái dâu. Chuối. Nho. Ngon quá, ngon quá đi. Bệnh viện. Mình là cô y tá. Em đau ở đâu hả? Được rồi, uống thuốc nào. Cảm ơn cậu y tá. Nặng 15 kg. Cao 45 cm. Chụp x-quang nào. Bị vẹo cuộc sống rồi. Không được, không được rồi. Cần phải uống thêm nhiều thuốc bổ nữa. Tiệm bán hoa. Mình là cô chủ tiệm hoa. Cắm hoa. Gửi nào. Là thư đặt hàng là một lẵng qua. Đẹp chưa? Oh.